huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang và bà con tỉnh Hậu Giang. Tại Long An, lễ bàn giao nhà cho bà con nghèo được tổ chức tại hội trường Ủy ban Nhân dân xã. Với sự có mặt đông đủ của chính quyền, đoàn thể, bà con được trao nhà và đoàn bàn giao. Sau khi Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam địa phương thông qua quyết định trao nhà đại đoàn kết, đoàn bàn giao nhà đã chúc mừng bà con và gửi đến mỗi hộ 20 kg gạo, một quạt máy, một nồi cơm điện cùng một cái mùng, một cái mền do công ty Ngọc Tùng trao tặng. Sau lễ bàn giao, đoàn đã đến từng căn nhà để chia sẻ niềm vui với bà con khi có được một mái ấm vững chắc giúp bà con an tâm lao động, sản xuất, vươn lên thoát nghèo. Cô Nguyễn Thị Tấm, một hộ nhận nhà xã Hưng Điền, trải lòng trong nước mắt. Tôi cũng rất là cảm ơn ban trị sự Phật giáo Hòa Hảo đã hỗ trợ cho tôi được căn nhà chú mưa chú nắng. Thì trước đây cuộc sống cũng gặp khó khăn, không có điều kiện để xây ngôi nhà ở. Thấy rất là vui tại vì mưa gió có con nhỏ nhà cửa mục hết trơn, mưa gió cũng sợ. Dạ, thay mặt gia đình cảm ơn ban trị sự rất là nhiều. Khi nhận được sự hỗ trợ từ ban từ thiện xã hội giúp cho bà con nghèo ở địa phương những căn nhà tình thương, chính quyền và đoàn thể của ba xã Hưng Điền, Hưng Điền B và Hưng Hà chân thành cảm ơn sự giúp đỡ thiết thực của ban từ thiện xã hội, ban trị sự trung ương, giáo hội Phật giáo Hòa Hảo trong công cuộc xây dựng nông thôn mới của địa phương. Nhận xét về hoạt động của ban trị sự Phật giáo Hòa Hảo xã Hưng Điền, ông Lê Giang Phương, chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Hưng Điền cho biết. Về kính thưa quý vị đại biểu, thì như chúng ta biết, xã Hưng Điền chúng ta là xã biên giới, là có rất nhiều là hộ nghèo, và trong đó là có hộ nghèo khó khăn về nhà ở là cũng tương đối nhiều. Thời gian qua thì được sự hỗ trợ của ban trị sự Phật giáo Hòa Hảo trung ương cũng như các mạnh thường quân đã hỗ trợ cho xã Hưng Điền, lần này là lần thứ hai trong năm, là tổng cộng nhận được 10 căn nhà của ban trị sự cũng như là các đơn vị tài trợ cho xã Hưng Điền. Thì thay mặt cho địa phương xin ghi nhận và biểu dương sự hỗ trợ của các đơn vị cho xã Hưng Điền, góp phần cho hộ nghèo của xã Hưng Điền ổn định cuộc sống trong thời gian tới. Thì một lần nữa thay mặt địa phương là xin cảm ơn sự quan tâm của ban trị sự Phật giáo Hòa Hảo trung ương và các mạnh thường quân đã đóng góp cho hộ nghèo của xã Hưng Điền trong thời gian qua. Dù số lượng ban trị sự cơ sở và tín đồ Phật giáo Hòa Hảo còn ít, nhưng trong nhiều năm qua, hoạt động từ thiện xã hội của ban đại diện Phật giáo Hòa Hảo tỉnh Long An đã đạt những kết quả rất đáng khích lệ. Nói về kết quả hoạt động từ thiện xã hội 6 tháng đầu năm 2017 và định hướng 6 tháng cuối năm, cô Quỳnh Thị Kim Chi, trưởng ban, ban đại diện Phật giáo Hòa Hảo tỉnh Long An cho biết. Trong tỉnh Long An thì có 4 ban trị sự, nhân sự thì ít ỏi, nhưng mà cái mặt từ thiện xã hội thì chúng tôi rất là tích cực, có hiệu quả. Chủ yếu là hoạt động thường xuyên các bếp ăn phục vụ bệnh nhân trong bệnh viện, như là bếp ăn của bệnh viện Châu Thành, bệnh viện Đa khoa Đức Huệ, bệnh viện Đa khoa Vĩnh Hưng, bệnh viện Đa khoa Tân Thạnh và bệnh viện Đa khoa Tân Hưng là hoạt động thường xuyên. Rồi ngoài những cái hoạt động thường xuyên đó thì các nhà tình thương là bắt cầu là cũng năm 2017 này thì riêng ở huyện Tân Hưng thì đã nhờ sự hỗ trợ của các nhà hảo tâm của ban trị sự trung ương thì mới vừa giao được 15 căn nhà. Rồi bên ban trị sự của xã Khánh Hưng thì giao được 8 căn nhà, và sắp tới 6 tháng còn lại thì có lẽ là cũng sẽ có một số
nhà tình thương cho bà con có nhu cầu. Đó là những cái mà hoạt động trong 6 tháng đầu năm. Và trong hướng 6 tháng cuối năm tới thì chúng tôi cũng sẽ ráng phấn đấu để phục vụ cao hơn 6 tháng đầu năm. Đó là cái nhiệt quyết và cái quyết tâm của toàn thể tín đồ Phật giáo Hòa Hảo trong tỉnh Long An. Tại xã Lương An Trà, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang, Ban Từ Thiện Xã Hội kết hợp nhóm Sen Xanh trực thuộc Hội Chữ Thập Đỏ thành phố Hồ Chí Minh trao tặng 7 căn nhà. Đây là mô hình kết hợp đầu tiên trong hoạt động các nhà tình thương cho bà con nghèo. Nói về hoạt động phối hợp cùng làm việc thiện, ông Lê Ngọc Lệ, Phó trưởng ban, Ban trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo, trưởng ban, Ban Từ Thiện Xã Hội cho biết. Thời gian qua, nhóm Sen Xanh đã thực hiện nhiều hoạt động để giúp đỡ cho những gia đình còn nhiều khó khăn như tặng quà, khám phát thuốc và các nhà cho những gia đình chưa có chỗ ở đảm bảo che nắng che mưa. Khi về Lương An Trà, thấy có nhiều bà con, nhiều gia đình người Việt ở Campuchia về định cư mà mái nhà được hỗ trợ ban đầu đã dột nát. Cô Quỳnh Cẩm Chương, phụ trách nhóm Sen Xanh, quyết định phối hợp cùng Ban Từ Thiện Xã Hội, Ban Trị Sự Trung ương, Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo, cắt 7 căn nhà cho bà con, cô cho biết. Và hôm nay được sự nhiệt tình giúp đỡ của chính quyền xã, và được sự tận tình giúp đỡ của Ban Trị Sự Hội Phật giáo Hòa Hảo, đến hôm nay thì đã xây dựng những căn nhà. Thì như vậy là Hội Phật giáo Hòa Hảo đã xây dựng 5 căn nhà không tính tiền công là phải hỗ trợ cho chúng tôi. Và đến hôm nay thì các căn nhà đã hoàn thiện và chúng tôi sẽ xin giao lại cho bà con mình. Sau phần đọc quyết định trao nhà đại đoàn kết của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Lương An Trà, các thành viên nhóm Sen Xanh và đoàn bác sĩ tình nguyện đã trao tận tay cho bà con những món quà trĩu nặng tình người. Buổi lễ trao 7 căn nhà đại đoàn kết cho bà con nghèo xã Lương An Trà kết thúc. Đoàn trao nhà đã đến thăm từng căn nhà. Nhìn những mái nhà vững chắc, khang trang, từng thành viên trong đoàn trao nhà và những thành viên trong những gia đình được nhận nhà đều cảm thấy tràn đầy niềm vui và hạnh phúc, đánh dấu một chặng đường mới trên con đường mưu cầu hạnh phúc. Chú Nguyễn Văn Dương, ấp Ninh Phước, xã Lương An Trà vui mừng bộc bạch. Được sự phối hợp với Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo, Ban Trị sự Trung ương đã tặng cho tôi một căn nhà đại đoàn kết. Trong giây phút này tôi vô cùng mang ơn và không biết nói gì hơn. Tôi xin sẽ cố gắng vươn lên thoát nghèo. Tại tỉnh Hậu Giang, Ban Từ Thiện Xã Hội phối hợp cùng Ban Đại diện Phật giáo Hòa Hảo tỉnh Hậu Giang tặng 5 căn nhà đại đoàn kết cho 5 hộ nghèo đang gặp khó khăn về chỗ ở. Đây là những hộ mà mỗi gia đình đều có những hoàn cảnh gây xúc động cho đoàn.
tại ấp chính, xã Dị Thắng, huyện Dị Thủy, là hộ anh Trần Văn Dĩnh. Gia đình nghèo mà vợ anh lại vướng bệnh nặng, nên cuộc sống đã khó càng thêm khó. Sau phần chúc mừng của đoàn, ông Phạm Quốc Việt, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Dị Thắng, thay mặt địa phương chào mừng đoàn. Buổi trao nhà hôm nay thì chỗ xã Dị Thắng cũng rất là vui mừng, con cái là được cái đoàn ở trên cũng quan tâm cùng với địa phương. Đây cũng là về cái giúp đỡ về cái an sinh xã hội, giúp cho cái xã Dị Thắng được ngày càng phát triển hơn. Thì tôi cũng xin trước mắt xin cảm ơn đoàn. Sau đó thì cũng động viên gia đình cũng là có nhà rồi an cư mới lạc nghiệp, thì khi có nhà rồi thì gia đình cũng cố gắng để mình làm ăn để vượt lên. Cái thứ nhất là cho mình lo cái bệnh tật trong gia đình mình cho nó hết, và sau đó sẽ mình vươn lên cùng với xã hội cho nó được cái khá hơn. Thì cuối cùng cũng xin là cảm ơn đoàn, cũng sau này có nhiều cái điều kiện khác cũng giúp thêm cho cái xã Dị Thắng được nhiều cái hộ mà khó khăn như vậy để vượt qua khó khăn, để cùng với cộng đồng để phát triển về kinh tế xã hội. Xin cảm ơn đoàn. Sau phần đóng bảng trao nhà, đoàn cũng trao cho gia đình một phần quà chia vui, với mong ước gia đình sẽ vượt qua khó khăn, từng bước xây dựng cuộc sống ấm no hạnh phúc. Tại khu vực phường 7, thị xã Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang, đoàn cùng đông đủ chính quyền địa phương vui mừng trao căn nhà hợp kẽm khang trang cho cô Đoàn Thị Đẹp, người mẹ đơn thân với hai con đang gặp khó khăn về chỗ ở. Trong buổi lễ bàn giao nhà, ông Nguyễn Hoàng Khởi, trưởng ban, ban đại diện Phật giáo Hòa Hảo tỉnh Hậu Giang phát biểu. Nhưng mong rằng cái việc làm cao kính cũng như quý báu của ban từ thiện, ban trị sự trung ương đã hỗ trợ cho ban đại diện tỉnh Hậu Giang, cũng như giúp cho chính quyền ở địa phương để rồi trao tặng căn nhà cho chị Đoàn Thị Đẹp. Thì đây là một cái việc làm vô cùng ý nghĩa, nhất là ở địa phương, chính quyền địa phương đã rất là quan tâm, hỗ trợ về mọi mặt để cho hoàn thành căn nhà tốt đẹp như ngày hôm nay. Thì nhân đây thì tôi cũng tha thiết kêu gọi, cũng như tất cả cộng đồng, nhất là ban trị sự trung ương hỗ trợ cho Hậu Giang nhiều hơn nữa những căn nhà đầy ý nghĩa như thế này, để cho giúp cho bà con trong tỉnh nhà dời đi những khó khăn, những về nhà ở để rồi vươn lên trong cuộc sống. Hình ảnh động lại trong tâm trí chúng tôi chính là sự xúc động của những bà con khi nhận được căn nhà vững chắc, khang trang. Khi cuộc sống còn nhiều khó khăn, thì việc xây dựng một mái ấm vững chắc là mơ ước không biết khi nào mới thực hiện. Dạ con kính thưa bác, chú, dì, cô, anh chị có mặt hôm nay để tạo điều kiện cho mẹ con có một cái mái ấm như vậy, con cũng rất là chân thành cảm ơn chú bác và anh chị. Mong rằng truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta, lá lành đùm lá rách, luôn là lý tưởng sống để đem nghĩa nhân dung hòa cuộc sống, cho tình yêu tỏ sáng muôn phương. Xin nguyện sống thanh thang đời của gió, cùng xa vời không dự một làng hương, để lời dạy của Đức Quỳnh Giáo Chủ luôn hiện diện trong đời sống hàng ngày, mang lại niềm tin và lý tưởng sống đẹp cho mọi người, đem nguồn sống mới cho nhân loại, đại tiến lên cõi đại đồng.